vâng, đây là nhân vật chính của buổi hôm nay, đây là cái RV971. À, đây là thiết bị cảm biến chấn động. Với thiết bị này thì mình có thể lắp đặt ở bên trong cái trạm ATM hoặc là bên trong cái két sắt. Ha, mình có thể là bắt bắt vít ở đây cũng được, hoặc là chúng ta có thể là mua cái keo dán, chúng ta dán cái mặt xà và chúng ta ốp lên trên thiết bị ha. Và để mở thiết bị này ra chúng ta cần nại cái này ra lên, trước tiên là nại cái này lên. Bên trong thì nó có một con vít như thế này, chúng ta có thể là dùng một cái tông vít chúng ta mở. Rồi chúng ta mở ra cái nắp này ra nha. Rồi cái chị quan sát trên cái cảm biến chấn động này thì nó có phần như sau. Thứ nhất đây là cái temper. Thứ hai đây là cái biến trở chỉnh độ nhạy của cái cảm biến rung chấn ha. Các anh chị nếu mà chỉnh theo chiều kim đồng hồ là tăng cái độ nhạy, các anh chị dặn ngược chiều kim đồng hồ là giảm cái độ nhạy. Đây là cái biến trở. Còn đây là cái đèn led hiển thị như là tình trạng báo động hoặc là hiển thị trạng thái nguồn. Rồi các anh chị quan sát trên đây thì nó có các chân như sau. Thứ nhất đây là cái chân timer. Thứ hai đây là chân alarm, là chân tín hiệu. Thứ hai ba nữa đây là cái chân nguồn DC 12V các anh chị cấp cho thiết bị. Thì với thiết bị này mình đấu mạch thường đóng vào trung tâm ha. Thì với trung tâm 858G này thì mặc nhiên là thiết bị này đang khai báo là thuộc tính là thường hở. Thành ra mà thiết bị này là thường đóng, thành ra chúng ta phải khi đấu vào xong chúng ta cần phải lại khai báo ngõ ra của thiết bị ha. Có rất nhiều khách hàng đại lý cũng như là kỹ thuật làm rất là lâu năm rồi, tuy nhiên vẫn mắc những cái lỗi nhỏ như thế này và cứ báo lỗi hoài. Với cái thiết bị này thì nó không có phân cực nha các anh chị. Cái chân alarm thì nó không có phân cực, thành ra các anh chị có thể là đấu dây hoặc dây nào cũng được. Mình dùng một cái tung vít với những cái đầu vít nó vừa đúng như thiết bị này thì mình lắp vào nó sẽ rất là đơn giản. Nếu như các anh chị sử dụng cái đầu vít to quá thì khi anh chị lắp vào nó sẽ gây hư hỏng cái domino này nha, hư hỏng cái domino. Rồi cái phần tín hiệu như thế này, bây giờ mình sẽ đấu vào trong cái trung tâm. Mình sẽ đấu tín hiệu một chân vào Z1, một chân vào GND và chân GND qua điện trở. Bước thứ hai thì mình sẽ cấp nguồn cho cái cảm biến rung chấn này. Rung chấn thì nguồn ở đây các anh chị thấy ở đây nó để là 12 cộng 12 trừ ha. Rồi thì bây giờ dây nâu là dây dương và dây trắng nâu là dây âm, thì mình sẽ đấu vào đây. Và trên thực tế những cái dây như thế này á, thì có cái dây này thì nó có nhược điểm là nó rất là dễ gãy, bởi vì đây là dây cứng. Thì các anh chị đi công trình các anh chị có thể mua cái sợi dây mềm, cái mã là 18W, mã là 18 2W gì đó. Thì các anh chị có thể báo lại, nhắn lại, mình sẽ nhắn lại cái mã của dây các anh chị đi cho nó tốt nha. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho trên cái thiết bị này. Thì hồi nãy mình có quy ước dây nâu là dây dương và dây trắng nâu là dây âm. Thì quan sát trên thiết bị ở đây trung tâm, các anh chị thấy nó có chữ là AUX với chữ C. AUX là cấp nguồn ngõ ra 12V, C là common là chân chung ha. Rồi bây giờ mình sẽ dây nâu là vào AUX, dây trắng nâu là vào chữ C, common là cấp nguồn âm. Bước kế tiếp thì mình sẽ cấp điện nguồn cho cái bình ắc quy cho trung tâm. Rồi bước tiên là các anh chị thấy nó báo ra hai cái lỗi. Thứ nhất là cái lỗi ten error với những cái bộ 8.8G. Thứ lỗi thứ hai là AC loss. Thì mình sẽ giải thích hai cái lỗi này. Thứ nhất ha, ten error tức nghĩa là chúng ta chưa có cắm line thoại bàn nha. Thứ hai AC loss tức nghĩa là chúng ta chưa có cấp nguồn AC. Ở đây là chúng ta đang dùng cái bình ắc quy là nguồn DC, thành ra tạm thời là nó hai cái lỗi này nó hiện lên. Cái này hai lỗi này là không sao, chúng ta với việc cấp nguồn AC vào với lại chúng ta cắm line thoại bàn vào thì nó sẽ hết báo lỗi này nha. Rồi cái thứ ba là anh chị thấy cái đèn GSM nó chớp hoài như thế này ha, thì mặc định thì nó sẽ chớp trong khoảng vòng 2 phút thì nó sẽ đứng yên ha, đứng yên. Và chúng ta cần phải khai báo lại cho trung tâm biết, khai báo cái bật cái GPS của cái sim lên.
thì nó sẽ tự động nó nhận ha. Thì chúng ta cần phải đấu dây cái bo sim vào, tại ở đây nó chưa có nhận sim nè. Các anh chị thấy cái đèn nó chớp hoài không? Đó, chưa có nhận sim. Và trước khi mình lắp vào thì mình phải rút nguồn ra nha. Khi chúng ta có làm bất kỳ can thiệp gì vào trong cái trung tâm thì chúng ta phải rút nguồn 220 cũng như là nguồn bình ắc quy ha, rút ra. À, để tránh bị hỏng hóc cái men nha các anh chị. Rồi, mình sẽ gắm đỡ lên đây nha. Rồi sau đó mình sẽ cấp nguồn lại nè. Rồi chúng ta để khai báo cái ngõ ra của thiết bị. Chúng ta bấm lệnh 32. Ok. Mặc định ở đây nó là 8 số 1 ha, 8 số 1 có nghĩa là sao? Có nghĩa là 8 cái zone từ zone 1 tới zone 8 đang khai báo ngõ thường hở NO ha. Nếu mà thường đóng á, là số số 2. Để mình coi lại xem. Còn nếu mà số 3 á, là điện trở cuối tuyến ha. Đấy. Các anh chị thấy đây, thiết bị mình bấm remote lên thì ngay lập tức thiết bị nó đã đèn am nó đã nhận tín hiệu ha, đang trạng thái hoạt động. Nếu như chúng ta kích hoạt thiết bị đó, các anh chị thấy nè, chúng ta phải khai báo lại nè. Chúng ta thấy là trên cái zone 1 á, nó báo lỗi thấy không? Zone 1 báo lỗi là sao? Là chúng ta chưa có khai báo cái ngõ mặt ngõ ra. Tại vì trên mặc định từ zone 1 tới zone 8 của trung tâm là khai báo ngõ mạch thường hở. Thiết bị là ngõ mạch thường đóng nên hai nó không nhận thấy nhau ha. Bây giờ mình phải khai báo nè. Rồi, 32. Ha, cái gì thấy ha. Bây giờ nếu mình khai báo ở đây là số 2 hoặc là số 3 thì là nó sẽ chịu nha. Bây giờ giả sử mình khai báo số 3 nè. Zone thứ nhất là mạch điện trở cuối tuyến. Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha, 8 zone còn lại là thường hở. Rồi, sau đó mình sẽ bấm reset thoát ra nha. Rồi, bây giờ mình sẽ kích hoạt trung tâm lên. Các anh chị thấy nó không còn báo lỗi zone 1 nữa. Thì lúc này là trung tâm và thiết bị nó đã hiểu nhau rồi. Tức là mình đã khai báo là thiết bị này ta đang khai báo là điện trở cuối tuyến rồi nha mày. Mày hiểu nha. Thì nó đã hiểu rồi đó. Thì bây giờ nó đã im rồi ha. Nó đồng ý rồi nè. Thì lúc này mình sẽ thử kích hoạt thiết bị nha. Rồi các anh chị thấy ha, nó hoạt động rất là tốt nha. Đấy, đó là một cái lưu ý mà với những cái bộ trung tâm như là KS858E, KS858G hoặc là KSW2E, W2B hoặc là 959GM. Các anh chị khi lắp thiết bị, các anh chị cần phải tìm hiểu là thiết bị này là dùng mạch thường đóng hay thường hở và trung tâm đang khai báo mạch gì. Thì nếu mà các anh chị hiểu được cái này thì các anh chị sẽ lắp đặt được mọi bộ báo động chống trộm hay là mọi bộ báo động của hãng khác, dù cho là họ hãng nào cũng vậy thì cũng đều phải khai báo như vậy nha. Rồi mình xin test lại một lần nữa nha. Mình sẽ bật báo động lên. Rồi mình sẽ tạo một cái rung chấn nhỏ lên trên cái thiết bị. Các anh chị thấy ha, zone số 1 có báo động nè. Mình tắt remote lần 1 là tắt còi hú. Tắt remote lần 2 là để xóa đi những cái đèn hiển thị trạng thái. Rồi vâng, xin thưa các anh chị, thì mình vừa chia sẻ các anh chị lắp đặt cái cảm biến chấn động RV971 trên cái trung tâm báo động của hãng Kaizen 858G và cũng như là các bộ báo động khác thì đều đấu dây giống như nhau như thế này ha. Và mình nhận thấy thiết bị hoạt động tốt, ổn định, khả năng tiếp ứng tốt, rất là nhanh, rất là nhạy. Mình đánh giá cao cái thiết bị chấn động RV971 này. Thì thông qua cái